Vì sao ba nàng tiểu long nữ kinh điển nhất lại chung cảnh ế, Lưu Diệc Phi quá hoàn hảo? Thần Điêu Đại Hiệp là một trong những tiểu thuyết Kim Dung được đưa lên màn ảnh nhiều lần nhất, thế nên có không ít mỹ nhân từng hóa thân thành tiểu long nữ. Trong số đó, Trần Ngọc Liên, Lý Nhược Đồng và Lưu Diệc Phi được đánh giá là kinh điển nhất. Chẳng biết vì sao mà cả ba người đẹp này lại cùng chung cảnh độc thân dù tài sắc vẹn toàn. Và sau khi tìm hiểu thì người ta đã nhận ra lý do. Lưu Diệc Phi. Lưu Diệc Phi nổi đình đám khi hóa tiểu long nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp 2006. Dù diễn xuất không quá tốt, nhưng nhan sắc cùng khí chất thoát tục đã giúp cô để lại ấn tượng mạnh, trở thành nữ thần của hàng triệu khán giả. Đến tận bây giờ, người ta vẫn nhắc đi nhắc lại vai diễn của cô với những cảnh phim mộng ảo như thần tiên. Xinh đẹp là thế, nhưng Lưu Diệc Phi lại chỉ hẹn hò với mỗi song sưng hơn. Cặp đôi ở bên nhau 2 năm rồi chia tay vì lý do xa mặt cách lòng. Tuy nhiên, có nhiều nguồn tin khẳng định nguyên nhân là vì Lưu Diệc Phi quá hoàn hảo đó. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi ngoại ngữ, xuất thân danh giá, tự ti vì sự chênh lệch lớn, lại thêm việc bạn gái không thể hiện tình cảm cuồng nhiệt như mình, tài tử Hàn quyết định rút lui. Ở tuổi 35, Lưu Diệc Phi có tất cả mọi thứ trong tay, sự nghiệp rực rỡ, nhan sắc không tuổi cùng khối tài sản cách xù. Dàn tài tử nam thì e ngại chẳng nổi tiếng và giàu bằng cô, các đại gia thì sợ chẳng có gia thế tương xứng, cứ thế Lưu Diệc Phi đành làm gái ấy. Lý Nhược Đồng. Dù Thần Điêu Đại Hiệp bản của Cổ Thiên Lạc đã ra mắt gần 30 năm, nhưng tiểu long nữ Lý Nhược Đồng vẫn được khán giả xếp vào hàng kinh điển nhất, chẳng ai thay thế được. Bởi Lý Nhược Đồng không chỉ xinh đẹp mà còn thể hiện được sự lạnh lùng cũng như si tình của trưởng môn phái cổ mộ dành cho Dương Quá. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lý Nhược Đồng rơi vào lưới tình với đại gia Quách Ứng Tuyển, cho rằng đã tìm được chân mệnh thiên tử, Lý Nhược Đồng quyết định bỏ lại sự nghiệp đang ở đỉnh cao, chẳng ngần ngại mà gom hết tiền bạc để hỗ trợ vị hôn phu. Kết quả, cô lại nhận sự giường dẫy từ người thương vào năm 2008. Cùng lúc đó, bố qua đời khiến Lý Nhược Đồng mắc bệnh tâm lý và phải điều trị trong thời gian dài. Cũng từ đó, cô nhận ra tình yêu chẳng là gì so với sức khỏe. Cô chọn cuộc sống độc thân, dành tình yêu cho việc tập thể thao rèn luyện vóc dáng, trở thành nguồn cảm hứng cho các cô gái muốn sống đời tự do thay vì cưới chồng. Trần Ngọc Liên. Tiểu long nữ của màn ảnh thì nhiều vô số kể, nhưng chỉ có mỗi Trần Ngọc Liên là người được tác giả Kim Dung tán tụng. Đây là bản hoàn hảo nhất trong lòng tôi. Thậm chí, khi Kim Dung ra đi, đài truyền hình còn chọn chiếu lại bản năm 1983 của Trần Ngọc Liên để tưởng nhớ tác giả võ hiệp lừng danh. Xinh đẹp lại lạc quan yêu đời, Trần Ngọc Liên khiến tài tử Châu Nhuận Phát si mê, nhưng họ lại không vượt qua được rào cản từ mẹ đàng trai. Sau cùng, bà chọn kết hôn với doanh nhân Trần Siêu Võ, theo chồng di cư nước ngoài. Đáng tiếc, đến năm 1992 thì họ lại chia tay. Trần Ngọc Liên cũng từng có mối quan hệ đồng tính với Thái Mỹ Thi, nhưng lại kết thúc sau 11 năm. Yêu nhiều người và nếm đủ cay đắng, Trần Ngọc Liên dường như đã nhìn thấu hồng trần, bà quyết định đi tu, đoạn tuyệt với mọi mối quan hệ tình cảm. Dù không cạo đầu, nhưng cuộc sống của Trần Ngọc Liên hệt như người tu hành, tránh xa làng giải trí, tích cực làm từ thiện. Cùng là ba nàng tiểu long nữ kinh điển nhất, nhưng những người đẹp này lại khiến khán giả xôn xao vì chung cảnh cô đơn. Mỗi mỹ nhân một lý do, người quá hoàn hảo, người lại vì đi tu.